bông này. Nó gì? Được chưa? Chạy quá, chạy quá. Để đứng vậy mới trượt chứ. Tại vì cái gì đây hả? Nha, bắt đầu nha. Rồi chưa? Rồi chưa? Lúc. Đấy, chạy đi, chạy. Đó. Tao vẫn đã chạy đứng là được rồi. Đó. Ba cái luôn rồi. Nó có hai cái rồi. Đó, nó bắt đầu nó cháy khói đó. Gì ta? Hôm nay là ngày mùng 1. Thì nói chung là mùng 1 thì mấy đứa tới nhà chú. Và tất nhiên là chú mình phải có cái lì xì đúng không? Nhưng trước lì xì đó phải có lời chúc nào cho nó hay hay. Trước tiên là chúc cho kênh của mình nè. Nghe hay nè. Ăn khang tình vượng, thành công cho công việc, phát tài phát lộc, rồi trước rồi hay ta thầy lúng giống trên tuần này quá ta. Thôi thì chúc chú cũng cảm ơn mấy đứa. Giờ chú có lì gì cho à? Dạ không cảm ơn à. Đúng rồi, rồi ta ba mẹ tiền vô như nước, phát tài phát lộc à, nó hay vậy đó. Không được. Con chúc đơn giản nhất thôi rồi. Đây, giờ ba lì xì cho con. Chúc cái đứa. Rồi, tới đứa nào đây? Đây. Trời ơi, nó chúc linh, nó chúc hết mình nó làm cái gì không?
Rồi tiếp. À, chú trai năm ngoái chú tiền tù mà thì vô lưới ra ngựa về như ý à. Không có tài phép lập à, tiền tích thành núi. Rồi à, tiền chảy ra như gọt cà phim phim. À, như núi là tao vô cho trong rễ mày tao chắc nhỏ nha. Rồi, nè chú ơi, chú tù. Một đi, lấy con. Rồi, rồi. Sang năm mới con chúc vợ thành công trong công việc. Rồi, tiếp, tiếp đi, nói đi. Vậy thôi hả? Trời ơi. Rồi, chú này chú coi. Nãy dạ. Trời ơi, cái mùi. Rồi, tới thằng Chí. Đi, bỏ nè. Nè, con ở đây. Nãy dạ. Bố Chí. Chưa có. Đây. Lên. Có 200.000 đô la. Mà đợi chưa. Bố Sài ơi, chúc gia đình được tùng sống lâu trăm tuổi, phát tài phát lộc, tiền vô như nước. Hết. Rồi được rồi, chú cảm ơn rồi, giờ đi phiền. Rồi tới nè. Chúc ba năm mới vui vẻ và hạnh phúc và con đó. Rồi. Vậy thôi hả? Hình tay nào mà. Trong công việc. Nó lại bị động. Rồi, hay rồi. Trời ơi bữa nay thấy nam thấy rực rỡ không? Anh em ngủ đi. Rồi, thì cho con. Rồi. À, chúc Dương Tùng năm mới vui vẻ. À, tài vô lộc đến, tiền vô như nước, tiền ra từ từng như giọt phê phin. Ăn khang thịnh vượng. Tài sức khỏe. Rồi đúng không? Hết rồi. Phát tài phát lộc. Rồi gì nữa không? Rồi phúc duyên trọn đầy. Phúc duyên tràn đầy. Trời ơi. Hình như nó nay dạy nó chỉ nó thôi được rồi. Rồi. Thôi lì xì. Không? Cảm ơn Dượng. Nãy Dượng nó nói là chào các bạn. Đã trở lại với kênh của mình. Hôm nay là đúng ngày mùng 1 đó các bạn. Là nói chung là mình cũng trước tiên là mình cũng chúc tất cả các bạn trên ở Việt Nam mình được năm mới sức khỏe. À, công việc thành công thuận lợi nha các bạn, dạ sự như ý nha các bạn. Rồi bây giờ nói chung là giờ dịch nó cũng khó khăn lắm, nên khi tôi nói rồi trước tiên là các bạn khi ra đường nhớ thấy đeo khẩu trang nha các bạn và tránh tiếp xúc ở nơi đông người nha các bạn. Giờ là cuối cùng là gì đây? Một like. Một xe đăng ký giúp cho để làm gì rồi là hết rồi hả? Rồi là mình là chúc gì đây gì đồng thanh lên nào 1 2 3 chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới.